có nghèo đến mấy bạn cũng không nên tiết kiệm ba loại tiền này. 1. Tiền quà. Truyền thống của ông cha ta là có quan có lại mới toại lòng nhau, để thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến nhau trong các mối quan hệ xã hội. Khi đến thăm bạn bè hoặc người thân, dù có khó khăn cũng nên mang theo ít quà tặng. Nếu nhà họ hàng hoặc bạn bè có tổ chức tiệc vui, thì dù có túng thiếu đến đâu cũng không nên tiết kiệm tiền lễ. Tuy số tiền có thể ít, nhưng điều quan trọng là phải có sự tôn trọng và lòng tốt để duy trì mối quan hệ không bị xấu đi. 2. Tiền dành cho bữa ăn. Sức khỏe là quan trọng nhất. Nếu tiết kiệm trong việc ăn uống dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng và tổn hại sức khỏe, thì điều đó không đáng để tiết kiệm. Vì vậy, dù có khó khăn đến đâu, cũng không nên tiết tiền cho bữa ăn. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng để kiếm được nhiều tiền hơn và thực hiện những ước mơ của chính mình. 3. Tiền đầu tư cho bản thân. Tục ngữ có câu, người tùy áo, ngựa tùy yên. Trang phục đẹp và lịch sự sẽ tạo ấn tượng tích cực và tôn trọng trong giao tiếp xã hội. Đầu tư vào ngoại hình không chỉ thể hiện phong cách và thái độ của bản thân mà còn phản ánh phẩm chất và lòng tôn trọng đối với người khác. Đầu tư cho bản thân không chỉ liên quan đến ngoại hình mà còn là việc học tập và nâng cao trình độ. Đây là quá trình giúp bạn tìm kiếm cơ hội mới và định hình tương lai. Khi bạn đầu tư vào tri thức, bạn trở nên giàu có hơn gấp bội, giàu kiến thức, giàu kinh nghiệm, giàu thêm tâm hồn và tiền bạc.